Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình cập nhật là một dự án nhận khi đăng ký tất cả các bạn sẽ nhận được 100 token ANO miễn phí nha tất cả các bạn. 100 token ANO này có khoảng giá trị hiện tại là có khoảng 804 đô nha các bạn. Đây là một cái sàn giao dịch phi tập trung nha tất cả các bạn. Thì để đăng ký được thì các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn copy một cái đường link của mình nha các bạn. Thì các bạn dán vào Google nha tất cả các bạn. Các bạn nó sẽ chuyển các bạn vào Google Chrome, thì các bạn lát quá thì các bạn vào Google nha các bạn. Rồi sau khi các bạn vô Google, các bạn bắt vào nha các bạn. Thì các bạn nào mà chưa đăng ký thì đăng ký một cái tài khoản nha, và Verifone. Và hiện tại nó đã có trên một cái app, nó đã có trên app Sidelay nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Go to Homepage nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc đăng nhập vào các bạn, vì mình đã đăng nhập rồi các bạn. Rồi sau khi các bạn đăng nhập xong thì các bạn nhấp vào ba chữ bên cùng nữa các bạn. Thì các bạn nhấp vào cái mũi tên của mình nha các bạn. Thì link đăng ký mình có để dưới phần mô tả video đó. Rồi các bạn bấm vào Anano Full nữa các bạn. Để video này mình hướng dẫn các bạn Verify Mail các bạn. Rồi các bạn chỉ việc nhấp vào Verify Mail nữa các bạn. Sau khi các bạn nhấp vào Verify Mail, nó sẽ gửi về cho tất cả các bạn một cái mã SMS. Các bạn vào tất cả hộp thư các bạn lục, các bạn bắt vào các bạn. Sau khi các bạn bắt vào xong thì các bạn download về cái app Anano này các bạn, đã có trên hệ điều hành Sidelay các bạn. Còn App Store thì mình cũng không biết, các bạn nên lấy một link tại vì thử có được coi được không ạ, vì mình cũng đã chưa test nữa bạn. Mình xài hai ba máy hệ điều hành Sidelay không bạn, Android không bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào các bạn. Thì sau khi tất cả các bạn đăng nhập vào thì các bạn bấm cái mục full này các bạn. Các bạn bấm vào mục add này các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là hiện tại mình đã có tổng cộng là 400 token Anano các bạn. Mà hiện tại nó bị khóa. Token 300 bị khóa nè. Verify full mình đã nhận được 100 token Anano nè các bạn. Còn tiền giới thiệu mình hiện tại token này còn phá nha các bạn. Sau khi nó trả về đây thì nữa nó cho giao dịch, thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn giao dịch sao các bạn. Hiện tại nó chưa có mở chức năng nạp rút các bạn. Đây là một dự án khá là ngon các bạn. Các bạn cố gắng đăng ký một cái tài khoản cho Verify Mail đi các bạn. Ok, mỗi thắc mắc gì không hiểu thì các bạn cứ để lại một cái comment dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy mình cũng chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.